Hai loại hoa này hoàn toàn khác nhau mọi người. Một cái là tím hồng vàng, một cái là tím hồng xanh vàng. Đều là trúc Phật Bà không? Có thể cái thằng này đột biến này. Mình nghĩ cái thằng này đột biến lắm. Trúc Phật Bà là một loại lan rừng quý, đồng thời hoa của nó rất là đẹp và đặc biệt là nó tươi rất là lâu, vì thế nó rất được yêu thích và được săn lùng. À, cái giá thể của nó mọi người để ý nha. Phía dưới là thang này. Phía dưới này là thang. Phần trên này là dớn. Hỗn hợp này, dớn, đồng thời người ta có bón phân này, phân vi sinh này. Phân vi sinh dành riêng cho lan ha. Đây những cái hạt phân vi sinh này. Lá cực kỳ tốt nha. Hay. Mọi người quan sát cho kỹ để về mình học cách trồng nhé. À quên, tôi quên giới thiệu mọi cái môi trường như thế nào. Thì cái gian này cánh mặt đất này, mái che cũng như vậy thôi, đâu có gì khác nữa. Xung môi trường xung quanh này, môi trường xung quanh cũng có che gió, cũng có che cái lưới râm. Lưới râm này thì rẻ, là đâu có gì mất tiền nữa. Đây là những cái giá thể chủ nhân chuẩn bị để trồng lan nè, mọi người thấy không? Đây là cái cây dớn nha. Đấy. Cây dớn lấy trong rừng nè.
trên này là một cái bịch đựng trấu, trấu và phân bò. Người ta đâm xuyên qua và treo lên thôi. Nhìn rất là hay. Cứ như thế này là gắn lan lên thôi. Tuy nhiên trồng lan rừng thì có nhiều cách, và mỗi người thì trồng theo một trường phái khác nhau. Có người thích tốt lá, nhưng có người thích tốt hoa.